Núi lửa Etna đảo Sicily của Italia hôm qua đã phát nổ khiến 10 người bị thương trong đó có các nhà khoa học, khách du lịch và nhóm quay phim của hãng tin BBC. Các nghiên cứu núi lửa thuộc Viện Vật lý và Núi lửa Quốc gia Italia cho biết vụ nổ xảy ra do mạch nước ngầm ở bên dưới khi va chạm với mắc ma núi lửa khiến dung nham đất đá và cho bụi phun trào. Trong số 10 người bị thương, không có trường hợp nào nghiêm trọng. Hiện có 6 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở khu vực gần đó núi lửa Etna đã phun trào trong vài ngày qua và thỉnh thoảng lại phun ra nhiều luồng cho bụi nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các cư dân địa phương cũng như là hoạt động của sân bay ở thành phố Catania gần đó.